Ngày 1 tháng 6 tới đây, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được lựa chọn làm thí điểm chỉ áp dụng thu phí tự động không dừng. Khi mà áp dụng chính thức thì lực lượng chức năng cho biết sẽ xử lý kiên quyết với những trường hợp xe nào không đáp ứng được điều kiện thu phí không dừng trên tuyến cao tốc này bằng hình thức là phạt nguội. Về lý do lựa chọn hình thức xử phạt này được cho rằng đây là một hình thức xử phạt văn minh, minh bạch. Sau nhiều chuyên gia giao thông cũng đang băn khoăn về hình thức xử phạt nguội này, liệu rằng có khả thi hay không? Sau khi biết thông tin, anh Toàn, một người thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đã tranh thủ đi dán thẻ VETC để có thể lưu thông tốt từ ngày 1 tháng 6. Anh này cho rằng phương án xử lý phạt nguội đối với những xe không đủ điều kiện là hoàn toàn đúng, bởi chỉ một trường hợp chưa dán thẻ có thể gây ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí. Do cái nhu cầu đi lại của mình với do cái nghị định mới thì từ ngày 1 tháng 6 thì mình cũng có nhu cầu để sử dụng cái phương tiện đi trên cái đường này thì mình cũng muốn tham gia và để phục vụ cho cá nhân và phục vụ cho tất cả mọi người đi lại cho nó dễ, tránh cái tình trạng gọi là khi đây đi lại là ách tắc. Nhiều chuyên gia giao thông lại cho rằng nếu xe nào chưa đủ điều kiện thu phí không dừng trên cao tốc thì nên từ chối phục vụ. Còn nếu để xe đã lưu thông trên cao tốc, nếu để xử phạt nguội là không khả thi bởi có rất nhiều yếu tố khách quan như đã dán thẻ nhưng lại hết tiền, chủ xe chưa nạp tiền hoặc làn ETC bị lỗi. Tôi nghĩ rằng chúng ta kiên quyết không cho những cái xe mà không chấp hành cái gắn thẻ đi vào đường cao tốc thì cái đấy là có lý. Thế còn bây giờ mà chúng ta để cho người ta vào rồi mà chúng ta phạt người ta thì có thể cũng chưa đủ căn cứ. Thì cái này chúng ta nên cân nhắc để xem tìm cái giải pháp nào hợp lý hơn để chúng ta giải quyết dứt điểm cái việc mà trả phí thông qua hình thức ETC. Còn theo số liệu của đơn vị quản lý thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tỷ lệ xe dán thẻ mới trên 50% nên có nhiều lo ngại tuyến cao tốc này sẽ xảy ra ùn tắc. Tức mùng 1 tháng 6 tới đây, khi áp dụng thí điểm chỉ áp dụng thu phí tự động không dừng sẽ khó có khả năng hoàn thành. Từ khi triển khai dự kiến triển khai thí điểm thu phí chỉ thu phí ETC trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì lưu lượng đã gia tăng. Và cho đến thời điểm hiện tại là trong tháng 5 thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ ETC đạt là 64%. Hy vọng là đến thời điểm đó thì các xe 2/5 kia sẽ dán hết và sẽ lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo đúng theo quy định của nhà nước. Trước băn khoăn của nhiều chủ phương tiện khi cho rằng nếu chỉ có thu phí không dừng rất dễ xảy ra trục trặc, đơn vị khẳng định đã xây dựng kịch bản và phương án xử lý một số tình huống sự cố, kể cả sự cố công nghệ. Thì đối với những phương tiện mà tham gia giao thông mà không có dán thẻ thì sẽ được coi như là mời ra khỏi đường cao tốc tại cái điểm quay đầu xe. Còn vấn đề thứ hai là đối với phương án xử lý sự cố thì là xây dựng tất cả những cái tình huống sự cố kịch bản xử lý theo một quy trình nhất định để các nhân viên thu phí khi xảy ra những tình huống bất thường thì xử lý theo một quy trình để đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí luôn được thông suốt, người tham gia giao thông được nhanh và thuận tiện nhất. Đơn vị quản lý khai thác cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng cho biết tại các trạm thu phí trên cao sẽ bố trí một làn dành riêng xử lý sự cố, phục vụ xe lỗi thẻ, không phải làn dành cho xe thu phí một dừng, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng xử lý những trường hợp cố tình đi vào đường cao tốc.